nhân giống cây bằng phương pháp dăm cành. Ở đây mình dăm cành cây ngũ gia bì để chuẩn bị những cành dăm. Chúng ta cắt bớt lá đi, chỉ chừa một vài lá mà thôi. Nhiều lá quá chỉ làm cho thân cây bị mất nước, dễ khô và chết đi, bởi vì bộ rễ lúc này chưa được hình thành. Cây sẽ không được rễ hút nước vận chuyển lên thân được. Bởi vậy chúng ta phải hạn chế những cái lá của cây để tránh sự thoát hơi nước qua lá. Vì vậy chỉ chừa một vài lá mà thôi các bạn nhé. Dăm cành không tốn kém, dùng một cái bịch xốp cho vào đó những mụn dừa đã tưới nước cho đủ ẩm, cho vào đầy mụn dừa, xong cột bịch mụn dừa này lại cho chặt.
một vật nhọn, có thể là một cây đinh hoặc một cây sắt gì đó, để đục cho được nhiều lỗ trên bịch xốp. Và nhớ là đục thêm vài lỗ dưới đáy bịch để cho thoát nước, tránh ngập úng cây cành dâm của chúng ta. Cành dâm thành những đoạn ngắn rồi ghim vào bầu ươm, tiếp tục làm như vậy cho đến khi kín hết xung quanh bầu ươm của chúng ta, xong tưới nước một lần. Và những lần sau chỉ tưới khi cái bầu này sắp bị khô, không tưới quá nhiều nước sẽ gây ngập úng và chết những cành dâm này. Chủ yếu là phun sương giữ ẩm cho thân cây, không nên tưới quá nhiều nước các bạn nhé. Nếu tưới quá nhiều nước, có thể những cành dâm này sẽ chết đi uổng bao công sức chúng ta đã bỏ ra. Chúc các bạn thành công với việc xâm cành vào mụn dừa như thế này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng tiếc like và comment khi xem video. Khi xem video của chúng tôi, nếu bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè của bạn để biết thêm thông tin và đón nhận những video mới.